Kính thưa quý vị, từ tháng 2 đến nay, có những thời điểm lục bình xuất hiện với mật độ khá dày trên sông Vàm Cỏ Đông. Các phương tiện xử lý lục bình đã nỗ lực giải tỏa các điểm nóng trên sông để mở đường cho ghe tàu qua lại. Tuy nhiên, một số người dân theo dõi việc xử lý lục bình đã có phản ánh, phương tiện xử lý lục bình băm các lục bình đổ xuống sông có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tiếp nhận các ý kiến phản ánh, phóng viên của TTV11 đã liên hệ với các cơ quan chức năng để có phản hồi đến người dân. Trong thời gian qua, việc xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông được người dân quan tâm theo dõi vì dòng sông này gắn liền với việc đi lại, môi trường mưu sinh và chất lượng sống của người dân sống ở hai bên đường. Những hình ảnh này được người dân phản ánh đến đơn vị xử lý với thắc mắc tại sao các phương tiện xử lý lục bình băm cắt rồi đổ xuống sông. Việc làm này có khả năng gây ô nhiễm dòng nước hay không? Theo phản hồi từ cảng vụ đường thủy nội địa, lo lắng của người dân là hợp lý và chính đáng. Tuy nhiên, đây không phải là toàn bộ câu chuyện. Hiện nay, đơn vị thi công xử lý lục bình là Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công, trực thuộc Tập đoàn Thành Thành Công. Từ lúc ký hợp đồng xử lý lục bình với Sở Giao thông Vận tải từ cuối năm 2022 đến nay, đơn vị có 6 phương tiện xử lý lục bình, trong đó một nửa số phương tiện là máy băm cắt, số còn lại là máy vớt. Khi người dân phản ánh các điểm nóng lục bình, đơn vị sẽ ưu tiên điều động nhân lực và phương tiện băm cắt để mở đường cho các phương tiện qua lại trước. Máy trục vớt lục bình sẽ trục vớt sau đó. Ngành chức năng khẳng định không có việc băm cắt lục bình đổ xuống sông như lo ngại của người dân. Khi lục bình băm là xong thì lượt máy vớt đưa lên bờ tập kết. Sau đó là công ty nó vận chuyển về cái nhà máy để mà xử lý cái phân bón hoặc là những cái vườn cây của công ty. Tập trung là những cái điểm tắc nghẽn, tập trung những khúc cua người dân ta còn kiến nghị đó, thì mình tập trung xử lý những cái điểm này. Nhưng quá trình thực hiện thì đảm bảo với một chuyến là nó không gây ô nhiễm môi trường. Sở Giao thông Vận tải cũng khẳng định do lục bình nổi trên sông nên việc trục vớt không gặp khó khăn sau đó. Từ đầu mùa khô năm 2024 đến nay, nhiều thời điểm lục bình xuất hiện dày đặc, đơn vị thi công phải tăng cường thiết bị hoạt động để xử lý lục bình, giải tỏa các điểm tắc nghẽn trên sông. Thì bên cạnh đó chúng tôi cũng đã tăng cường thêm cái thời gian làm việc của các anh em, tăng ca hàng ngày lên. Các thời điểm hiện tại nếu như lục bình mà nghẽn ra sông nhiều á, thì chúng tôi sẽ tăng ca khoảng từ khoảng 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nếu trong trường hợp mà nghẹt nhiều quá thì chúng tôi có thể tăng lên tới khoảng 10 giờ đêm. Thay vì trước đây là chỉ làm việc trong khoảng 8 tiếng. Vào giữa tháng 5 năm 2024, đơn vị thi công xử lý lục bình đã tăng cường thêm 2 phương tiện mới có thiết kế gầu lớn để vớt lục bình lên bờ với công suất khá mạnh. Mỗi ngày có thể vớt từ 30 đến 40 tấn lục bình mỗi phương tiện. Tại hiện trường cho thấy, với phương thức dồn lục bình vào một điểm để trục vớt, 2 phương tiện này đã giải tỏa những điểm nóng khoảng sau từ 1 đến 2 giờ trục vớt, mở luồng di chuyển cho ghe tàu qua lại. Sau khi lục bình ráo nước, xẹp xuống, sẽ được bốc dỡ đến điểm xử lý.